Ok, anh em lên tiếp một cặp đồng hồ với lại đo nhiệt độ và cái này nhiệt độ ẩm làm sao á. Còn đây là dự báo thời tiết nè, bên đây là mưa, bên đây là trời không mưa nè, very dry rồi rất là tốt nè, bên đây là trời rất là xấu nè. Kim này để mình hẹn. Ok rồi, em sẽ giới thiệu qua bán cả cặp hoặc là bán lẻ đều có nha. Nếu mua một cặp thì mọi người chỉ đỡ được tiền ship, nó giá nó rẻ hơn nữa. Mà theo mình nghĩ tốt mua một cặp đi, mình treo nó cổ điển hơn. Đó, đây là cổ Đức hết nha. Con này là con cổ Đức nha, đây đồng hồ. Đây. Kiềng đồng đẹp nha. Mặt kim loại luôn nha, vỏ gỗ nguyên khối. Chưa giảm giá sơn phớt ra luôn nha. Theo em nghĩ là nên để vậy đi cho nó cổ điển. Ok, sim lắp máy của nó. Máy đây à, mắc in rồi đó, mắc in Lamborghini chạy bên chung nha. Máy là nguyên zin, nhìn vô cái thước của gỗ là biết là máy nguyên zin rồi nha. Rồi ok, mặt đẹp nha, số là mã cực kỳ đẹp, kim đẹp. Ồ. Rồi, kích thước em này là bao nhiêu đây? Đợi em xíu. Lại tiếp tục tìm cây thước. Đây, kích thước đây là 22, bát quái nha, kích thước 22. Chiều sâu của nó là 5 phân nha, 5 phân, 22 x 5. Rồi, con này bỏ qua một bên nha, con này em review vậy thôi. Còn con này nữa. Rồi, con này là nó đo nhiệt độ, độ ẩm, rồi dự báo thời tiết. Đây, mặt sau ở đây, con này của Đức luôn nha. Đây, Remi mi đó, thấy không? Hoa văn cực kỳ đẹp. Nó tính bằng cái độ giãn nở không khí, thời tiết nóng lạnh hay là độ ẩm gì đó, làm cho cái phía trong giãn nở là nó sẽ di chuyển. Con này hàng về khi nào mưa em mới tiết. Ừ, nói vậy đó. Nói chung mà mình treo lên decor đẹp nha mọi người. Treo lên decor cái cổ điển đó. Vừa đồng hồ trên đây mình treo độ ẩm ở dưới đây đi. Đồng hồ mình treo lên đây đó, mình treo vậy nè, treo vậy nè, nhìn nó một cặp dễ thương ha. Hoặc là mình treo đây lên đây cũng được, mà thêm mình nghĩ treo cái này dưới, cái này trên, tại đồng hồ mặt to hơn mình sẽ treo ở trên. Nhưng mà thêm mình nghĩ mình treo tầm khoảng, đừng có treo cao quá. Ở bên châu Âu họ không bao giờ họ treo cao đâu, họ treo thấp lắm, họ chỉ treo tầm khoảng 2,5 m 2,5 m 3 m đó, thường thường họ treo cỡ đó không à. Để ý coi cho mấy cái phim châu Âu á, hay để treo cỡ đó mà ít khi treo cao đó. Ok nha, giá là ấy là con này là máy móc thì em bảo hành nha, còn cái thằng này là em chưa có rành đó. Em tính nhiệt độ thì đúng, ôi dồi, nhiệt độ thì nó đúng nha, tại vì nhiệt độ nó tính bằng cái đồng này, cái đồng này lạnh lắm, những cái gỗ thì nó không có lạnh nha, cái đồng này nè nó lạnh á. Nhiệt độ 27, nhiệt độ 27 để em coi nó coi nha, nhiệt độ đang 27 nè đó. Rồi em mở điện thoại ra coi nha, nhiệt độ Hồ Chí Minh hôm nay nha là nhiệt độ bao nhiêu nha, là biết liền gì đâu. Nhiệt độ 26 nha, tại quận 1 nè, nhiệt độ 26 là sôi sức một độ thôi cũng không sao. 26 ok không? Nhiều mây ECC nha, 26 nha, 25, 20, 30, mức kính giữa là 25. Rồi ok, giá em để phần mô tả nha, giá một cặp rẻ hơn giá mình mua lẻ nha, mua lẻ bán lẻ luôn không sao hết. Rồi
Đó, em xin chụp lại chút xíu nha. Phần này phần gỗ lên điện ha. Em để trên cái này nó không có cân. Nhận mấy đứt nó bền ha. Tới giờ xài vẫn ok luôn. Nhìn cổ điển không? Dễ thương. Đẹp. Chiêu lên thì nó không nhìn không cơ đâu. Chiêu lên thì con này là kính kính mo nha. Đây, chụp kính mo luôn. Chụp luôn kính mo luôn. Về ai muốn giảm giá thì giảm giá, mà thêm nghĩ đừng nên giảm giá. Để gì đi, không.